cô đã đặt phòng trước bên tôi chưa ạ? Tôi chưa, nhưng mà tôi cũng không có tiền. Nếu mà như thế thì không được rồi ạ. Chỗ chúng tôi là chỗ làm ăn kinh doanh, cô làm như thế thì lỗ của chúng tôi mất. Nhưng mà thật sự là hoàn cảnh của tôi khó khăn lắm, mong là cô có thể thương tình giúp đỡ tôi. Cô cho tôi ở đây tạm một hôm nay thôi, xong rồi sáng mai tôi đi luôn. Dạ thôi không được đâu ạ, mong cô đi cho, sếp chúng tôi sắp đến kiểm tra rồi ạ. Tôi xin cô đây, mong cô hãy giúp tôi lần này đi mà. Tôi ở một hôm thôi, cô giúp tôi đi. Tôi đã bảo là không cho rồi cơ mà. Sao nhờ thế nhở? Mau cút đi cho người ta làm việc nhanh lên. Tôi nói cho cô biết nhá, cô không tự biết nhìn lại bản thân mình đi. Vừa hơi hám vừa bẩn thỉu như thế kia, cô cho tiền tôi không cho bà đâu nhá. Cút đi. Hôm nay sếp đến đây kiểm tra thì chớ gặp con mụ điên. Có chuyện gì đấy? Cô biết hành động cô vừa làm rất nguy hiểm không? Tôi xin lỗi, tôi sợ là anh không nghe thấy. Thôi được rồi, không sao đâu. Thế cô có chuyện gì cô nói đi. Tại vì ở đằng trước tôi thấy là có đinh. Tôi sợ là anh mà cứ đi như thế, bánh xe của anh sẽ bị hỏng mất. Vậy tôi xin lỗi cô nhé, tôi trách nhầm cô mất rồi. Mà tại sao cô ở ngoài này làm gì đấy? Giờ cũng muộn rồi mà. Tại vì tôi không ở chỗ nào đi cả, mà ở chỗ này đông người ấy, nên là sẽ được an toàn, không có ai làm gì tôi hết. Có ai làm gì cô à? Thật ra là tôi đang bị người ta truy đuổi, nên là tôi mới chạy vào đây để mà trốn nhờ. Nhưng mà cũng bị đuổi đi luôn. Đuổi đi á? Làm gì có cái chuyện đuổi đi. Khách sạn này là khách sạn của tôi đấy. Nhân viên cấp dưới của tôi chẳng nhẽ tôi không hiểu tính à? Cô ấy có bảo là nhìn tôi bẩn thỉu quá nên là không muốn tiếp. Có thật là như vậy không? Không thể nào xảy ra những chuyện như vậy được. Nhân viên cấp dưới của tôi quá tắc trách rồi. Cô đi cùng với tôi. Đi đâu cơ? Cô đi vào trong này với tôi, coi như là tôi giúp cô. Sau này cô gặp bất cứ khó khăn gì ấy, cô hãy bảo tôi. Còn không mau cút đi. Cô đang nói gì đấy? Tôi nói cho cô biết nhá, cái loại người như cô ấy, dù có mặc cái gì lên người hay là cô có cố gắng trang điểm như thế nào đi chăng nữa ấy, thì cái mùi nhà quê của cô cũng không hết được đâu. Cô... Tôi thì làm sao? Đã không có tiền ý thì đừng có mà cố khoe mẽ. Người có tiền thật sự ý, người ta cũng sẽ không thèm để ý đến cô đâu. Đừng có mà hòng vào khách sạn của tôi để kiếm khách nhá. Thế à? Dạ. Chủ tịch ạ. Mỗi khi tôi không có mặt ở đây, cô đều làm như vậy đấy ạ. Dạ, không phải ạ. Là do không còn phòng trống nữa nên là em mới... Cô chắc chắn là không còn phòng trống nào không? Dạ, em... Cô có biết nhân vật đứng bên cạnh tôi ấy, tôi đã phải cất công như thế nào mời cô ấy đến đây không? Mà cô làm việc như thế này ấy, khác gì cô vả vào mặt tôi không? À. Dạ, em xin lỗi. Em không biết đây là khách của anh mời đến. Lần này tôi sẽ phạt cô trừ 3 tháng lương. Dạ vâng ạ. Cô kiểm tra lại xem bên mình có phòng VIP nào không? Dạ, hiện tại thì còn mỗi duy nhất phòng mà em để cho chủ tịch thôi ạ. Không còn nữa đâu. Lát nữa tôi có việc phải đi. Cô sắp xếp lại phòng này đưa cho cô Tường San. Dạ vâng ạ. Em gửi ạ. Đây là thẻ phòng của cô. Cô cứ vào đây nghỉ ngơi tạm đi. Nếu như cô cần gì thì có một cái nút ấn đỏ trên đầu giường, cô ấn đi. Sẽ có nhân viên lên đây để phục vụ cô. Tôi cảm ơn anh nhiều lắm. Tôi chỉ có giúp đỡ anh một tí thôi, thế mà anh lại trả ơn tôi nhiều như thế này, thật là ngại quá. Tôi mới là người phải cảm ơn cô mới đúng. Vừa nãy cô vừa cứu tôi một mạng đấy. Thật ra không giấu gì với anh, vừa nãy là tôi đã bị người ta lừa rồi. Suýt nữa thì là tôi... May mà nhờ có anh đến kịp đấy. Ai lừa cô vậy? Cô nói đi, tôi giúp được tôi sẽ giúp cô để trả ơn.
Tôi cũng không biết anh ta là ai cả, nhưng mà anh ta đã chủ động tiếp cận tôi. Anh ta bảo với tôi là có một công việc nhẹ, lương cao. Thật sự là gia cảnh của tôi cũng khó khăn, nên là tôi đã đồng ý đi theo anh ta. Nhưng mà tôi đâu có ngờ được là ngay ngày đầu tiên làm việc, anh ta đã định động tay động chân với tôi cơ chứ. Lần sau ấy, cô phải hết sức cẩn thận. Bởi vì những bọn xã hội đen ấy hay hoạt động theo băng nhóm, mà thường là nhắm vào những cô gái vừa mới từ quê lên đấy. Dạ vâng, tôi biết rồi, cảm ơn anh nhiều lắm. Mà bây giờ cũng muộn rồi, chắc là tôi vào phòng xin phép ngủ trước đây. Mà tôi hỏi cô một chút, bây giờ cô đang cần công việc gì không? Tôi có thể giúp cô đấy. Tôi á? Anh có thể giúp tôi có một công việc á? Vừa hay khách sạn của tôi, bạn lễ tân ấy, bạn phải nghỉ để, thế cho nên là khu vực lễ tân đang trống. Nếu như cô có thể làm được thì tôi có thể cho cô làm ở đấy. À, dạ vâng, tôi cảm ơn anh nhiều lắm. Thôi, cô vào nghỉ ngơi đi. À, cảm ơn anh ạ. Hôm nay làm gì về muộn này? Còn không phải do anh nữa. Do anh làm gì vậy? Do anh. Ui. Này, em có biết cái con này à? Hôm nay cô ta lao vào khách sạn của anh Long. May mà em cạn kịp đấy. Thôi chứ, xếp Long phát hiện không? Em không biết là cô ta mồi trái xếp Long kiểu gì, mà anh ta có vẻ rất là yêu ái và yêu quý con bé này. Sáng nay còn dặn em là cô ta là nhân viên mới, nhớ phải hướng dẫn cho cẩn thận đấy. Chuyện thế này thì học bét từ. Này em làm thế nào làm nhá, tìm mọi cách đuổi cô ta đi càng nhanh càng tốt, chứ không bị phát hiện ra kế hoạch của mình học bét nữa. Cái đấy em tự lo liệu được, anh cứ yên tâm. À, trong này là tiền lãi tháng này, 50-50 nhá. Hay được bao nhiêu? Được hơn 1 tỷ anh ạ. Nhưng mà nói chung là dạo này anh thấy xếp Long như là hơi để ý đó. Sắp tới chắc là cũng không thu nhập được như này cả. Làm gì làm cẩn thận. Không thì chúng ta hẹn khách ra một chỗ khác, giảm giá cho họ một ít là được. Đây này, đây vẫn là những cô gái được khách săn đón nhất. Anh có muốn tăng giá không? Thật là anh nói tiếp còn về sao? Còn trẻ, xinh, các sếp nhắn tin thúc giục anh suốt thì bảo mang nó đến để phục vụ các sếp. Khổ quá. Nếu như con bé đó không còn được anh Long bảo vệ nữa, kế hoạch của chúng ta sẽ dễ dàng hơn. Làm gì làm, để ý vào. Alo San à, tôi tìm số điện thoại của cô qua hồ sơ xin việc. Dạ, anh gọi cho em có chuyện gì thế ạ? Tối qua tôi để quên hồ sơ ở khách sạn. Em mang qua số 45 Gambuda giúp tôi với. Dạ vâng, chắc là tầm 10 phút nữa em sẽ tan làm, sau đấy em sẽ mang qua cho anh nhé. À, ôi chết, tôi mắt mù à? Tôi xin lỗi ạ, tôi xin lỗi cô. Mà cô là nhân viên khách sạn cơ mà, sao lại đến tổng công ty? Đây là cái chợ mà cô thích mang gì đến đây thì mang. Hả? Cô... sao cô lại xé hợp đồng của tôi? Cái này là... cái này làm sao? Đi vào đây, vào đây, vào đây, vào đây. Vào đây. Hôm nay nhá, mày vào mày tiếp khách hàng của tao mà nhớ là phải tiếp cẩn thận chu đáo, mà nhớ chưa? Tôi xin anh đấy, làm ơn anh tha cho tôi đi, tôi không muốn làm đâu. Làm ơn. Danh con này, mày đùa với tao đấy à? Tao cho đùa mày đấy à? Con danh con này. Mày tưởng mày có được anh Long rồi mà ngon à? Hai người làm trò gì đấy, bỏ tôi ra đi. Sao? Tao thả mày ra thì mày chạy được à? Cho lên xe đi, nói nhiều nó làm gì. Có ai không cứu tôi mà? Có ai không? Đang cần gấp mà tại sao mãi San chưa đến nhỉ? Hay là cô ấy đi làm?
Sàn ơi, mau nghe điện thoại đi. Đây chẳng phải chiếc bông tai của Tường San sao? Trông cũng đẹp phết đấy nhở. Cô định làm gì tôi đấy? Làm ơn thả tôi ra đi. Tha cho tôi với. Tao không tha đấy. Thì sao? Này! Làm ơn! Dừng lại đi! Cô đừng có làm như thế mà. Ngoan ngoãn từ đầu thì có phải hơn không? Cô nói đi. Bây giờ tôi phải đưa cho cô bao nhiêu tiền thì cô mới thả tôi ra đây. Này! Mày nghĩ là bọn tao cần tiền của mày à? Vậy các người cần cái gì cơ chứ? Điều kiện của tao ấy à? Cũng dễ thôi. Chỉ cần đêm nay mày phục vụ cái thằng này, bọn tao sẽ thả mày ra. Không! Mày tưởng mày không mà được á? Mày có biết là bọn tao đã phải mất bao nhiêu tiền để mua mày về đây không? 200 triệu đấy. Thế nên mày chỉ còn nước phục tùng thôi. Nghe rõ chưa? Này, tao không ngại lột đồ mày ra đâu nhá. Đừng có làm như thế mà. Tôi đồng ý. Mày ngoan như thế ngay từ đầu ấy, có phải hơn không? Mày cứ cẩn thận đấy. Bọn tao đứng ngoài này canh đấy nhá. Tôi biết rồi. Tôi biết là phải làm thế nào mà. Này, lần đầu tiên tôi thấy ông quan tâm đến một cô gái như thế đấy. Thích cô ấy rồi à? Chuyện tình cảm sao nói trước được. Cậu giúp tôi trước đi đã. Tôi đã gửi ảnh cô gái cho cậu đi tìm rồi. Ok. Anh ơi, anh có thể nào cho tôi mượn điện thoại một chút được không? Thật ra là tôi bị ép vào đây thôi ạ. Không. Không. Này, nếu mà anh có ý định làm gì xấu á thì anh cứ cẩn thận đấy nhá. Tôi sẽ gọi cảnh sát hoặc là tôi hét lên đấy. Anh đừng có bao giờ trò gì. Cô là Tường San phải không? Sao anh lại biết tên của tôi ạ? Cô là bạn Vinh Long đúng không nào? Cậu ấy đang nhờ tôi tìm cô đấy. Dạ vâng. Nếu mà như vậy thì tốt quá. Anh có thể nào giúp tôi ra khỏi đây được không? Tại vì mấy người kia dọa tôi là phải lột đồ xong rồi quay clip. Nói chung là người ta đe dọa tôi nên là tôi mới phải vào đây thôi ạ. Thôi được rồi, bạn Minh Lâm cũng là bạn tôi thôi. Tôi sẽ gọi cho cậu ấy đến đón cô ngay. Tôi cảm ơn anh nhiều lắm. Cũng đã 2 tiếng rồi đấy, chắc cũng hòm hòm rồi nhỉ? Đi vào thu tiền của khách xong đưa xa đi thôi, khá muộn đấy. Được lắm, đừng hòng tôi để yên cho các người. Hai người. Sao tưởng trong này là phòng anh Nam mà. Cậu Nam đi rồi. Cậu ấy là bạn của tôi. Anh Long ơi, tôi xin anh đấy. Anh bỏ qua cho tôi lần này được không? Bỏ ra. Tôi xin anh là tôi chốt lỡ dại bị đồng tiền che mờ mắt. Tôi xin anh bỏ qua cho tôi đi. Tôi còn trẻ còn cả tương lai phía trước mà. Anh đừng báo cảnh sát được không? Cô biết là mình còn trẻ. Vậy mà cô lại dám làm những điều như vậy. Cái khách sạn này của tôi đã bị chính cô hủy hoại danh tiếng rồi. Nhưng mà Tường San cũng đã làm sao đâu. Sếp ơi, em thấy Linh nói cũng đúng đấy ạ. Bọn em chỉ là đang muốn phục vụ khách hàng với đáp ứng được nhu cầu tốt nhất cho khách hàng thôi. Mà cái khía cạnh này thì... Tôi là một người cực kỳ quan tâm với khách hàng. Nhưng mà để đánh đổi tất cả mọi thứ, kiếm lấy đồng tiền dơ bẩn như này, thật sự là không đáng. Em sao rồi? Có bị thương ở đâu không? Em không sao. Em xin lỗi anh. Sao em lại phải xin lỗi? Người xin lỗi là anh mới đúng mà. Hợp đồng mà anh nhờ em mang đến công ty bây giờ nó đã hỏng rồi.
Thật sự em xin lỗi anh nhiều lắm. Hợp đồng hỏng ấy thì có thể làm lại cái khác cơ mà. Anh chỉ lo cho em thôi San. Anh chỉ sợ là em gặp chuyện gì thôi. Em may mà lúc đấy anh đến kịp. Nếu không thì em cảm ơn anh. Cảm ơn cái gì cơ chứ? Em không cần phải khách sáo như vậy với anh đâu. Dạ, nhưng mà em vẫn muốn cảm ơn anh. Nếu mà không nhờ có anh đã kéo em ra khỏi vũng bùn đấy, thì có khi là bây giờ cuộc sống của em cũng chẳng ra làm sao rồi. Anh chỉ muốn đối tốt với tất cả mọi người thôi. Anh nghĩ ai cũng đều xứng đáng được có hạnh phúc mà. Cảm ơn anh.